Khắc Ngọc sẽ đá quả phạt này. Tình huống nguy hiểm. Vào! Tỷ số đã sẽ bằng 1-1. Không lâu sau bàn mở tỷ số của câu lạc bộ xứ Nghệ, đội khách Viettel đã gỡ hòa 1-1. Sự bình thản của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sau bàn thắng vừa rồi của học trò. Đây là mùa giải đầu tiên Việt Hoàng trở lại với câu lạc bộ Viettel. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Bùi Duy Thường. Cầu thủ 24 tuổi Duy Thường có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Lần này lên đường phòng ngự của Song Long Nghệ An mắc sai lầm và Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Văn Hoàng chỉ là người thay thế Nguyên Mạnh ở câu lạc bộ xứ Nghệ. Pha đá phạt của Khắc Ngọc đã gây áp lực đáng kể cho phòng ngự của Song Long Nghệ An. Lần này lên đường phòng ngự của Song Long Nghệ An mắc sai lầm và Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Văn Hoàng chỉ là người thay thế Nguyên Mạnh ở câu lạc bộ xứ Nghệ. Pha đá phạt của Khắc Ngọc đã gây áp lực đáng kể cho phòng ngự của Song Long Nghệ An. Đây là mùa giải đầu tiên Việt Hoàng trở lại với câu lạc bộ Viettel. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Bùi Duy Thường. Cầu thủ 24 tuổi Duy Thường có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Lần này lên đường phòng ngự của Song Long Nghệ An mắc sai lầm và Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Văn Hoàng chỉ là người thay thế Nguyên Mạnh ở câu lạc bộ xứ Nghệ. Pha đá phạt của Khắc Ngọc đã gây áp lực đáng kể cho phòng ngự của Song Long Nghệ An. Bùi Duy Thường trở thành cầu thủ thứ 8 của Viettel ghi bàn ở mùa giải này. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.